anh em nuôi chòe than đã có ai bị cái trường hợp như này chưa ạ? Cái bệnh này thì ở câu lạc bộ của Quang đã có một bác bị tất cả 4 con trong năm nay, và nó như kiểu có người thì bảo bị nấm, nên nó cứ sưng vu hết cả mặt lên. Đấy. Và có những con thì nó sưng chỉ ở mép, ở mắt, ở mặt thì nó teo được đi, nhưng có con nó sưng cả trong miệng của nó, thì nó xong rồi nó cứ ngáp ngáp dần thì xong yếu dần đi và chết. Đấy, bác ấy thì bác ấy bị 4 con chữa các kiểu thuốc không khỏi. Quang đăng lên xem là có anh em nào biết cái bệnh này là bệnh gì rồi. Con này thì chim nuôi non lên, đang thay lông gần sau rồi mà lại phát hiện bị như này. Và sáng nay thì đã thấy cái tình trạng là miệng cũng bắt đầu ngáp dần, không biết là thả ra ngoài tự nhiên thì nó có ăn uống nó có cái sức đề kháng nó khỏi hay không. Nào, bay đi em. Đi ra, bay ra ngoài này có mấy cái cây, bay ra thì đi về tự nhiên đi. Xem là chim người nuôi rất khỏe nhé, không dám ra, tắt đi. Này, bay rất khỏe nhé, bay rất khỏe luôn. Bay ra mấy cây rồi chuyển ra cái khu vực sang bên kia có rất là nhiều cây cối thức ăn.